chào tất cả các bạn. Đây là Tài đây các bạn. Và hôm nay các bạn là mình chuẩn bị đi test Covid sau 5 ngày cách ly á các bạn. Thì bây giờ mình phải đi test Covid coi có Covid hay không mới được cho đi làm lại. Đây bây giờ đây trời đã tuyết rơi quá trời luôn các bạn. Tuyết cuối mùa. Trời ơi quá trời luôn các bạn ơi. Này quay cho các bạn xem. Wow. Wow wow. À, thấy chưa, quá trời luôn, trắng xóa luôn các bạn. Rồi tiếc gì mà dữ thiệt luôn á. Đây bây giờ mình bắt đầu đi test Covid thôi nha các bạn. Let's go. Mình vừa mới test Covid xong các bạn. Rồi bây giờ đã test xong rồi. Test này các bạn không có như là ở Việt Nam mình. Như Việt Nam các bạn là mọi người test là đút cái bông gòn vô lỗ mũi khuấy khuấy sao đó. Còn này của mình các bạn là ngậm cái bông gòn trong miệng vậy nè. Đấy khuấy vòng vòng cái miệng không? Cho nó có tiếng nước bọt trong miệng ra. Xong rồi cầm cái bông gòn đó bỏ vô cái ống nghiệm. Rồi người ta mới cầm cái ống nghiệm đó, người ta đi xét nghiệm các bạn. Rồi giờ viện nói với mình đó là để ngày mai, nhanh nhất thì chiều nay, còn chậm thì ngày mai mới có kết quả. Xong rồi mai nếu mà có kết quả âm tính đó các bạn thì mới được đi làm. Còn dương tính đó, thì lại nghỉ nhà tiếp. Nói chung là giờ cũng khá là hồi hộp lắm các bạn. Không biết sao nữa. Hy vọng là âm tính. Đây nè các bạn. Vậy là bây giờ các bạn đã có cái tờ giấy kết quả đã về rồi. Và mình đã âm tính nha các bạn. Đã xét nghiệm xong, mình âm tính. Giờ bắt đầu mình sẽ được trở lại đi làm lại bình thường. Đúng không? Đấy. Và nghe nói các bạn là cũng cuối tháng 2 này là cái chỗ viện mình là sẽ hết dịch, sẽ trở lại bình thường. Bắt đầu từ tháng 3 là mọi thứ nó sẽ trở lại hoạt động bình thường lại như là chưa có dịch. Đấy, đó là cũng là một cái tin khá là vui các bạn. Chứ mà mỗi ngày vào chống dịch các bạn mặc những bộ đồ đó cực khổ, mệt quá các bạn. Và hẹn gặp các bạn lại trong các clip sau.